Chỉ là quan hệ hôn nhân là bộ phim ngôn tình hoa ngữ hiện đang rất được yêu thích hiện nay với câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hài hước của cặp đôi chính. Sau nhiều biến cố, họ đã dần có tình cảm với đối phương, thế nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận. Từ Thần quyết định nói chuyện thẳng thừng với em gái trà xanh Vivi, hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với mình. Trong khi đó, Hề Hề cũng từ chối tình cảm của Mặc Từ Hân, người đàn ông vẫn luôn luôn giúp đỡ và âm thầm bảo vệ cô. Sau khi nhận ra tình cảm thực sự của mình, Hề Hề và Tư Thần đã chính thức yêu đương. Những phút giây ngọt ngào hạnh phúc của họ khiến cho khán giả không khỏi đắm chìm và vui mừng. Nếu ai là fan hâm mộ của cặp đôi này thì hãy cố gắng tận hưởng những thước phim siêu ngọt này đi nhé. Trong những tập phim sau sẽ bắt đầu những màn ngược tâm và tràn ngập hiểu nhầm của cả hai. Mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào? Hãy cùng đón xem tập phim mới nhất của bộ phim nhé! Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.